thứ ngoại con mới về. Mới đầu video mình xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Mình mới vừa chạy gì tới nhà ngoại đó, nhà ngoại mình là cái máy đỏ mà 40 cao đó. Còn hiện tại mình đang đứng trước nhà của Út. Hôm nay nhà của Út có tiệc đám giỗ. Chê cái con vô à? Này, không phải chê mà mắc cười, thấy là giống một bề không? Ừ, rồi nó đứng nó núp nó giờ mắc cười. Cái chu cái đít ra đấy ha. Ừ. Con dạy đi, hà đi. Nha, nha con à, con đây nè, con áo mà cô chú nè. Rồi con à cái không? Nè, mẹ là không? Mẹ là rồi. À sao? Con à con hai cây. Đúng mà cùi chứ. À. Sạch nhiều chuyện rồi. Cũng như là nó nhìn do gì? Nó nhìn lưỡi. Gì? Gì? Lúc dạ. Gì? Con lá là sao? Con mi gió đi, con mi gió cậu hai đi. Con mi gió là sao đâu? Ê. Dạ. Ê. Mi gió là gió là 200 rưỡi 300 rưỡi trở lại chắc bà vậy. Em đi kìa, bà hỏi em giết rồi kìa, rồi cái đi bán cái nó sợ. Nói bà, trời đây vậy là bà hết rồi em, bà không thèm đi phải không? Có tiền chứ nó không dám đi tiền nhiều. Năm nha. Rồi vậy thôi. Lì xì, lì xì. Quán rồi, lấy rồi. Năm vậy. Lý kiểu sao nó còn cái sao đây mà. Nè, dạ. Nhìn đây nè. Đủ bún chưa, điếp đi đặng coi. Có tô đó là. Tao đi một cái là bốn là ngon không? Mày hai tô đó mày đã đi. Lúc con đi luôn làm. Làm cái gì? Tao làm gì? Nó bỏ luôn mới trong đó. Chứ làm gì đâu, không biết làm gì đâu. Để biểu diễn cho coi. Uống thì rất lân tay nữa. Cái bò ra mầm mà. Cái bò ra mầm mà. Cái là vừa chạy bò nó không đủ đồ giống như mình á. Cái này cái bò kho. Chứ nó đủ hạt. Cái gì nó trà sữa. Cái nọ có đồ ăn giặt rồi cái nọ. Còn cái đó nó mỗi cà phê rồi trà gì. Cái gì á. Trà đào. Trà đào cũng giống như trên mình lựa những cái ly nó lạnh không có giống như mình. Cái ly nó làm giống như cái keo nước tắm rồi cái keo. Ghê mà tại vì nóng quá nè. Dì Bảy thường gặp phải không? Này khỏe gì vậy? Khỏe. Nó đi tới đây nè. Ai chở gì à? Nó chửi ăn món rồi.
bò hầm. À dạ. Đây kéo vô được rồi đó, nhưng mà không mà đi vô thấy chặt trời quá đó, ngồi không? Không, 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 không. Vô giết sâu ăn thôi, trong đây là ở đây không có gì, sôi cũng thích. Để ngồi luôn thì gì mà để qua quá. Mình để dĩa con bên kia, để bên kia có đủ, để bên kia có đủ. Đông nó còn bắp chưa nở. Làm thử cái này trước đi. Sao có cái người trai rồi? Cũng phải có người rót chứ. Thôi, để mình không biết. Hai ta có người này không ta? Cái tiêu đảo. 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 Đả
gói đem về hả? Về nha ngoại. Dạ.